xã quỳ Tây Bắc. Đây các bạn này, đây là hoa giả quỳ này, gọi là cúc quỳ này. Trên đường từ Mường Phăng về Điện Biên các bạn nhé. Đó, tí nữa mình sẽ có một video mà ghi lại cái đoạn đường từ Mường Phăng về Điện Biên các bạn ạ. Đấy, có rất nhiều những cái hoa cúc quỳ, dã quỳ mùa này thì rất là nhiều. Đây gặp rất là nhiều trên đường. Đó, đây cái đoạn đường mà từ Điện Biên đến Mường Phăng và từ Mường Phăng đến Điện Biên các bạn, những cái xe rất là lớn, những xe container. Nếu mình không nhầm thì nó từ bên cửa khẩu Tây Trang về các tỉnh miền xuôi, và ngược lại là các xe từ các tỉnh miền xuôi mà chở hàng hóa nhất xuất sang Lào đấy các bạn, nhiều xe container đó. Đây là cái đoạn đường tránh, đoạn đường tránh các bạn. Mình đang trên đường là từ Mường Phăng về Điện Biên. Sáng nay vào Mường Phăng một tí các bạn. Đang trên đường về Điện Biên. Thôi, giờ mình sẽ đi về Điện Biên các bạn nhé. Trên tuyến đường này mình sẽ ghi lại cái hành trình từ Mường Phăng về Điện Biên để chia sẻ với các bạn. Thôi, đi thôi. Ta đi nào. Let's go. Đi.